Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020, và theo âm lịch hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Ất Hợi, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý, và hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, và giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Về ngũ hành niên mệnh Sơn Đầu Hỏa, ngày Ất Hợi tức chi sinh cho can, có nghĩa là thủy sinh cho mộc, và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm Sơn Đầu Hỏa, Kỷ Tuổi, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa nhé. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi thành mộc cục, xung với Tỵ, hình Hợi, hại thân, phá Dần và tuyệt Ngọ các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Quý Tỵ, Tân Tỵ và Tân Hợi. Tuổi xung trong tháng gồm có tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Đức Hợp tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức Hợp tốt mọi việc, Kỷ Tố Tụng, sao Thiên Phú tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho và an táng. Sao Lộc Khố tốt về việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Nguyệt Giải tốt mọi việc. Sao Yếu In hay còn gọi là sao Thiên Quý tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là cái việc xuất hành trong ngày nhé. Sao Sát Cống, Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Các sao xấu trong ngày cũng có như là sao Thổ Ôn hay còn gọi là Thiên Cẩu, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao Hoang Vu xấu mọi việc. Sao Trùng Phục kỵ giá thú, an táng. Sao Huyền Vũ kỵ an táng. Sao Quả Tú xấu đối với cưới hỏi. Và ngày hôm nay là ngày sát chủ, cũng xấu mọi việc các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam. Tiếp theo, mời các bạn đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn đang có được cái vận quý nhân trợ lực, cho dù là cái chuyện tình cảm hay là chuyện tiền bạc với bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay cũng được như ý muốn nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có tam hội quý nhân sẽ giúp cho bạn tuổi Tý tìm thấy được cái sự bình yên trong tình yêu nữa rồi. Trong ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được thực thần soi bóng. Cái điều này làm cho tiền bạc ùn ùn đổ về nhà với bạn tuổi Tý nhé. Và bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn có được cái vận may, nhưng phần nhiều là do bạn tuổi Tý chăm chỉ làm ăn, chặn quặn ngày đêm, mục tiêu đã đề ra là cố gắng hoàn thành cho bằng được nữa rồi. Và bạn tuổi Tý trong ngày thứ 3 này, bạn hãy thử mạnh dạn để triển khai những cái kế hoạch
của mình nhé. Tiền bạc lúc được lúc mất là cái chuyện thường tình, nhưng nếu như bạn không dũng cảm dấn thân thì một đồng cũng không kiếm được đâu đó bạn tuổi Tý nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tý á, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng có phần được thuận lợi, và bạn đừng quên xuất hành theo hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam, để tăng thêm cái vận may cho mình. Và hôm nay với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang có được cái sự trợ mệnh của những sao tốt như là sao Thiên Đức Hợp, sao Nguyệt Đức Hợp và đặc biệt là sao Dịch Mã xuất hành, thì được quý nhân giúp đỡ, có cái tài lộc bất ngờ cho bạn nữa nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, tiền bạc đầy kho. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, tình duyên thắm sắc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, tìm được niềm vui. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, cần được hỗ trợ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, nên biết trân trọng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có được những cái cơ hội để hàn gắn lại những cái vết rạn nứt trong cái chuyện tình cảm gia đình nhé. Và bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn cũng đang gặp được ngày Sửu hợi tư hội. Nếu quản tình cảm thì đừng để tuột tay nhau một cách dễ dàng như vậy bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang có được thiên ấn hợp sức. Cái điều này, bạn mệnh tuổi Sửu sẽ có khá nhiều cái khó khăn trở ngại trên cái con đường công danh, sự nghiệp với mình. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể tự giải quyết được mà không cần nhờ cậy đến ai cả đối bạn tuổi Sửu nhé. Và bạn tuổi Sửu, bạn hãy suy nghĩ theo cái hướng khác, suy nghĩ theo cái hướng tích cực, đừng đi theo cái lối mòn cũ kỹ. Có những lúc giải quyết một cách vô cùng đơn giản, chỉ là chúng ta có chấp nhận hy sinh bớt cái lợi ích nhỏ để có được cái lợi ích to hay là không đó bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tình cảm như ý. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, gương vỡ lại lành. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, cần hiểu rõ về nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, đừng quyết định vội vàng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang được quý nhân lục hợp chia chở những cái sóng gió rồi cũng sẽ qua đi, không thể đe dọa được hạnh phúc gia đình. Cái sự đoàn kết là liều thuốc cho tinh thần cực kỳ là tốt với bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay luôn nhé. Và bạn tuổi Dần, mệnh chủ không dễ dàng lung lay trước những cái lời dị nghị gièm pha của làng xóm. Bạn tuổi Dần, bạn cũng hiểu rõ được cái nhân cách một nửa của mình, không có gì có thể khiến cho tình cảm của hai người bị dao động, đó là bạn tuổi Dần nhé. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang có được chính tài ở bên, cho nên thu nhập chính của bạn tuổi Dần trong ngày này cũng khá chi là ổn và không cần phải lo lắng quá nhiều về cái việc
kiếm tiền với mình nhé. Thay vào đó, bạn tuổi Dần, bạn hãy tập trung vào làm việc của mình cho thật tốt. Bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng với mình đó. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tiền bạc đủ đầy. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, không cần phải lo lắng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, nên lượng sức mình. Tử vi tuổi Canh Dần, nhân duyên vẫn còn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, sự nghiệp được thăng tiến nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này khá chi là may mắn nhé. Và bạn tuổi Mão, bạn có được những cái thứ mà người khác ao ước, nào là tình yêu như trong mơ và túi tiền luôn rủng rỉnh nữa rồi đó. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày Mão Hợi bán hợp. Cái điều này làm cho bản mệnh tuổi Mão biết được cái mối quan hệ là cái thứ quan trọng cần phải giữ gìn. Và bạn tuổi Mão, bạn có thể đánh đổi bất cứ cái thứ gì để giữ gìn hạnh phúc trong tầm tay. Với bạn tuổi Mão, gia đình là cái điều quan trọng nhất nữa rồi đó. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài ở bên, chỉ tận dụng cái thời gian rảnh rỗi của mình mà bạn tuổi Mão cũng kiếm được không ít tiền bỏ vào túi mình nữa rồi nhé. Đúng là người tài giỏi thì đi đâu cũng không sợ chết đối với bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tiền bạc được dồi dào. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, sẵn sàng chiến đấu. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, gia đình là số 1. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, bạn cần chăm chỉ làm việc hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, tài lộc ùn ùn tới nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bạn đang có được chính ấn ở bên, cho nên với bạn tuổi Thìn, bạn vững tâm thể hiện được những cái quan điểm của mình trước mặt mọi người đó bạn nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn biết ý kiến của mình có thể bị phản biện lại, nhưng chắc chắn vẫn có cái giá trị đóng góp cho tập thể, cho cộng đồng đó bạn tuổi Thìn nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày thủy thổ xung khắc. Cái điều này cảnh báo cho bản mệnh tuổi Thìn về những cái mâu thuẫn trong gia đình có thể xảy ra với bạn. Và bạn tuổi Thìn, bản mệnh dễ dàng nảy sinh xung đột với người trong nhà, dù chẳng có cái chuyện gì là to tát cả đó bạn tuổi Thìn nhé. Và bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, bạn nên mềm mỏng hơn khi đối xử với người thân của mình, thay vì dùng cái sự hài hòa để đối đãi riêng với người dân nhé. Người thân mới là những người thực lòng yêu thương bạn và chia chở cho bạn đó bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, mâu thuẫn gia đình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, có nhiều điều không dám nói. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc,
bạn cần phải bình tĩnh hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim đừng quá nóng vội, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy nên giữ khoảng cách nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi, cho nên bạn tuổi Tỵ bạn đang có cái điềm báo mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong ngày nhé. Và bạn tuổi Tỵ bạn đã đánh giá sai về những cái rung động của trái tim mình, bạn coi trọng những cái giá trị về vật chất thì sẽ đánh mất tình yêu là cái điều khó có thể tránh khỏi được đó bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đừng có nghĩ rằng mọi cái sự sai lầm đều có thể sửa chữa được cục diện ngũ hành tương xung. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Tỵ dù bạn làm thế nào thì quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, chẳng thể nào biến thành hiện tại và tương lai được. Tình yêu đã mất và chẳng thể nào lấy lại được nữa đâu đó bạn tuổi Tỵ nhé. May mắn là trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang có được chính quan hợp sức. Cái điều này làm cho cái vận trình công việc của bạn tuổi Tỵ trong ngày này lại có phần khá chi là ổn. Và bạn mệnh tuổi Tỵ, bạn cống hiến hết mình cho công việc, không quản ngại khó khăn để giành lấy cái thành công cho mình và đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn nữa rồi đó bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, đánh mất niềm tin. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, hạnh phúc xa rời. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn nên tập trung hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Ngọ, bạn đang đánh mất đi cái cơ hội để thể hiện cái năng lực của mình khi mà đang có kẻ tiểu nhân không ngừng buông lời, nói xấu, đặt điều, khiến cho cấp trên nghi ngờ và đồng nghiệp không tin tưởng bạn nữa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ trong ngày này còn phải đối mặt với nhiều cái khó khăn hơn nữa. Có thể bạn sẽ cảm thấy nản lòng, nhưng đừng có vội bỏ cuộc, sẽ có nhiều cái cơ hội hơn nữa ở phía sau nếu như bạn thực sự là người có năng lực nữa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ cũng đang có những cái vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày, lại là cái ngoài nổ khiến cho cái cuộc hôn nhân giữa hai bạn đang đứng trên bờ vực tan vỡ nữa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Có những lúc bạn tuổi Ngọ, bạn cảm thấy vô cùng là chán nản và muốn gục ngã sau những cái sự tổn thương nữa rồi đó. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, cần người hiểu và yêu thương. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, đừng có vội bỏ cuộc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa,
hãy mất nhiều thời gian. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, đừng tin ai quá nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, phải học cách đứng lên nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi Mão Mùi, cho nên với bạn tuổi Mùi trong ngày này bạn đang có được cái báo hiệu, có được cái giai đoạn tình cảm vô cùng là lý tưởng nhé. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Mùi có được cái sự ngưỡng mộ của bao người và bản mệnh mong muốn có thể sống mãi trong cái hạnh phúc như bây giờ nữa rồi. Và ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn giúp sức. Cái điều này làm cho cái vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh tuổi Mùi cũng đang trên đà được tiến triển rất chi là tốt. Và bạn tuổi Mùi, bạn cũng biết được cái thế mạnh của mình nằm ở đâu, phát huy được cái ưu thế của mình và nhận được cái sự công nhận của cấp trên và đồng thuận ủng hộ của đồng nghiệp nữa rồi đó bạn tuổi Mùi nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đừng vì thế mà tỏa ra kiêu ngạo, khó khăn vẫn còn ở phía trước. Không phải lúc nào mọi sự cũng được suôn sẻ, thuận lợi với bạn. Và bạn tuổi Mùi, bạn cần phải có kế hoạch và có cái phương án dự phòng nhất định cho mình bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, có được cái vận may. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, nhanh chóng tìm được nhân duyên. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, bạn cần nỗ lực nhiều hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang có cái điểm báo rất có thể sẽ phải đối mặt với những cái mâu thuẫn trong cái chuyện tình cảm của mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân, nhân duyên đứt đoạn, bất đồng ý kiến cho đôi bên tình cảm đang có cái báo hiệu rạn nứt đoạn. Có nhiều chuyện tưởng chừng là nhỏ nhặt, nhưng nếu không nhanh chóng giải quyết thì sẽ trở thành cái vấn đề nghiêm trọng đó bạn tuổi Thân nhé. Và bạn tuổi Thân, bạn và người ấy cần phải dành nhiều thời gian để chia sẻ tâm sự với nhau đó bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài ngáng trở, cho nên cái con đường kiếm tiền với bạn mệnh tuổi Thân trong ngày này cũng khá chi là vất vả. Bạn tuổi Thân, bạn đang mù quáng đi theo cái con đường sai trái, chẳng những mất tiền mà bạn còn có thể gặp phải nhiều cái chuyện rắc rối ở phía sau mình nữa đó. Và trong ngày này đối với bạn tuổi Thân, bạn không nên xuất hành đi xa. Nếu như xuất hành đi xa thì bạn nên chọn hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam để hạn chế những cái rủi ro đến với mình bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, bất đồng triền miên.
tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, tiền bạc hư hao. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, kiếm tiền mù quáng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, dễ mắc sai lầm lắm đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu có vẻ như bạn tuổi Dậu bạn đang quyết tâm rất chi là lớn để tìm thấy cái hạnh phúc thuộc về mình. Và bạn tuổi Dậu bạn cũng mong muốn đạt được cái ước mơ, tỷ kim nhấn mạnh những cái nỗ lực và quyết tâm của bạn trong cái thời gian này. Tuy nhiên, có thể bản mệnh sẽ phải chịu một số cái ảnh hưởng xấu do tình cảm không được như ý nhé. Và bạn tuổi Dậu kim sinh xuất cho thủy trong ngày này, mặc dù mong muốn người ấy thấu hiểu và thông cảm cho mình, nhưng lại chẳng được như ý muốn đâu đó bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi Dậu, những người đang còn độc thân thì có nhiều cái vấn đề ngăn cản bạn tiến tới cái mối quan hệ mới. Dù biết cái cuộc sống cô đơn nhiều, nỗi buồn cũng nhiều, nhưng cũng không phải vì thế mà bạn chọn cách vơ bèo, vạt tép, chọn bất cứ ai để thỏa mãn cái ước vọng của mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tình duyên muộn màng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, cần phải nỗ lực. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, giành được thành công. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, có nhiều bất ngờ đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất bạn đang có cái điểm báo rất khó khăn mới có thể tìm lại được cái hướng đi đúng đắn cho mình nhé. Tuy nhiên, bạn tuổi Tuất khi đã tìm được cái hướng đi đúng thì cái chuyện thăng tiến với mình dễ như là trở bàn tay nữa đó bạn tuổi Tuất nhé. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn ở bên. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất không hề nao núng trước những cái trở ngại trong công việc mà bạn sẵn sàng đối mặt với nó từng bước để giải quyết triệt để, chứng minh được cái năng lực thực sự của mình nữa rồi đó. Tuy nhiên, trong cái ngày này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Tuất rằng có thể bạn đang mất quá nhiều thời gian cho những cái công việc mà quên mất rằng mình cần phải chăm lo cho gia đình và cho những người thân yêu nhất của mình nữa bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tình cảm tổn thương. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, có nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn cần phải tập trung hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, đi đúng đường, đúng hướng nữa rồi đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ,
tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi hợi thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này, bạn đang có cái điềm báo, bạn tự ti không dám bày tỏ tình cảm của mình đó nhá. Cục diện ngũ hành trong ngày hôm nay với bạn tuổi hợi ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của bạn và làm cho bạn tuổi hợi đang có cái xu hướng thu mình lại và cảm thấy bất an với cái cuộc sống hiện tại của mình nữa rồi. Tuy nhiên, với bạn tuổi hợi, trốn tránh không phải là cái cách giải quyết hay nhất. Có thể trong cái phút nhất thời với bạn, bạn thấy mình nhẹ nhõm, nhưng đâu thể nào cứ trốn tránh mãi như thế được. Hơn nữa, bạn sẽ thấy buồn bã và cô đơn lắm đối bạn tuổi hợi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi hợi, thương quan chiếu mệnh nhắc nhở cho bạn tuổi hợi, bạn nên ý thức được cái trách nhiệm của mình hơn với cái công việc của mình. Và bạn tuổi hợi, bạn không thể lúc nào cũng mong chờ người khác đi phía sau dọn dẹp cái đống đổ nát, cái hố hỗn độn mà do mình gây ra đó bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, công việc bất ổn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, mất nhiều thời gian vô ích. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, bạn thiếu tự tin về bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, tình cảm không thuận. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn dễ đánh mất chính mình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 6, số 8. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.